Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt hai chữ, đó chính là chữ dao và chữ sẵn. Dao và sẵn á, mọi người sẽ hay thắc mắc là nếu như mà mình nói cái nghĩa là muốn á, tôi muốn gì đó thì mình nên dùng dao hay dùng sẵn thì có khác nhau không? Thì tất nhiên là phải có khác nhau rồi. Thì ở bài này mình sẽ phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ xem chữ dao. Dao nghĩa đầu tiên là muốn rồi đúng không? Muốn là trong chữ dao có muốn là want. Want. Nghĩa thứ hai là cần, cần là need. Need. Nghĩa thứ ba là phải, must. Must là phải. Muốn nè, cần nè, phải nè. Rồi ha, mình qua tới nghĩa của chữ sẵn. Mình cũng sẽ có ba nghĩa. Sẵn đầu tiên mình lấy cái nghĩa giống như của bên chữ giao trước đi, là từ want. Sẵn đầu tiên là muốn, muốn đúng không? Want. Sau đó sẽ tới nghĩ. Nghĩ là think. Think là nghĩ. Nghĩa thứ ba của chúng ta là nhớ. Nhớ là miss. Miss, I miss you. Và sẵn nghĩ là nhớ ha. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn hai cột hai bên đây. Thì bên trong chữ dao á là có need, want với lại must. Những cái này đều nói về cái nhu cầu. Được chưa? Cái nhu cầu của mình là ở cái cấp độ á là cần nè, phải nè, với lại muốn, đúng không? Cái nhu cầu của mình. Còn ở trong chữ sẵn á nè, là muốn nè, nghĩ nè, với lại nhớ. Thì những cái thứ này nó chỉ ở trong đầu hoặc là ở trong tim mình thôi. Trong chữ sẵn có bộ tâm, thấy không? Nó chỉ ở trong lòng hoặc nó chỉ ở trong đầu thôi. Thì các bạn có thể dễ phân biệt được. Có nghĩa là khi mà mình nói á là tôi muốn học tiếng Hoa, thế như các bạn nói là 我要学汉语, thì cái mức độ cần thiết của nó sẽ nhiều hơn. Rất nhiều khi hai chúng ta có thể linh động để dịch là tôi phải học tiếng Hoa, 我要学汉语, là tôi muốn học và tôi phải học cho được. Trong chữ sẵn á, chúng ta sẽ nói như thế này, 我想学汉语, thì chỉ là tôi nghĩ là tôi muốn học tiếng Hoa thôi. Còn có thực hiện chuyện đó hay không á thì nó chưa có cái mức độ cần thiết ở đây. Được chưa? Cho nên là cái người này người ta chỉ muốn thôi. Cho nên cái mức độ giữa chữ sẵn với chữ dao. Hy vọng là cách giải thích của mình sẽ giúp cho các bạn học tiếng Hoa được dễ dàng hơn. Nhớ đừng quên bấm like ủng hộ mình và chia sẻ video giúp mình nhé. Nhớ subscribe kênh nữa để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nhé. Chào chào.